Uống thuốc là để nó uống chứ gì mà không cho nó uống thuốc là sao? Tập làm quen với lũ đi. Lũ cái gì mà lũ? Bệnh thì phải uống thuốc chứ mà lũ cái gì? Cái gì mà bác? Cái gì? Con đánh vô đầu à? Con mới đánh nó nè. Bà ơi, con chỉ vô tình thôi mà. Vô tình cái gì? Con đánh tay đập nó rõ ràng. Con cấm con đụng vô con đầu đâu. Tại sao lúc nào bác cũng ôm con đầu đầu trong lòng hết vậy? Bác không đặt nó ngoài sân đi. Con đặt cô ra ngoài sân con chịu nổi không? Cái gì vậy? Trời ơi là trời. Cái banh của con đậu đậu ba quăng lung tung như vậy, chút xíu nữa là chặt chân con rồi. Má, con cũng chỉ nói để mọi người trong gia đình chung tay vô thôi, chứ con đâu có nghĩ gì. Mà sao má khẩu nghiệp quá vậy má? Khẩu nghiệp cái gì? Tôi là mẹ, tôi muốn nói sao tôi nói được không? Cái đồ mà hôm bữa cô cho mẹ con á, mẹ con thử rồi, không có vừa. Mà giờ không ai bận cái đó nữa hết, nó quê lắm cô. Dạ mẹ con á, bây giờ dù sao đi nữa là cũng vợ của giám đốc của bệnh viện đông y rồi, mẹ con không bận mấy cái đó nữa. Trời ơi, mặc cái đầm này hả, nó sáng bừng như cái tiệm luôn vậy đó. Dạ, trời con ơi, bắt mặc cái đầm này là xuất sắc nó ơi. Hợp với má không? Ừ, hợp lắm. Để con mua tặng má nha. Thật không con? Trời ơi, có gì đâu mà mẹ mặc đẹp mà. Con dâu của mẹ thiệt là hào phóng. Vô đây bà. À dạ con chào cô. Mày đứng ra coi mày. Dạ chào cô. Dạ con. Mẹ ơi, mẹ ơi, có cô Hường đến nè mẹ. Mẹ Năm đâu rồi? Dạ. Dạ, em chào hai chị. Tao đi tiệc, đi ngang sẵn ghé đây chút rồi tao đi về liền giờ à. Dạ. Mấy cái áo bơ hổm tao cho mày á Năm. Dạ. Mày có bẩn tao vừa không? Tuy nó vậy chứ nó rách chút thôi, nhưng mà nó còn mới tinh nè. Dạ, em cảm ơn chị. Rót nước cho tao uống coi Năm. Dạ, để con. Cái chuyện đó để má mày, sao mày tài lai quá vậy? Để mẹ. Tôi nói bà nghe, cái này là con bé Năm, ngày xưa nó là ở đợi cho dòng họ nhà tôi đó. Nó hậu đậu lắm, nó làm những cái chuyện mà nấu ăn mà lửa cháy lớn vậy bà. Mà nó ngủ gục mà ngủ được á, mà chuyện nãy tôi kể cho bà nghe trong buổi tiệc đó, bà nhớ không? Vậy là chuyện trong buổi tiệc mà kể đó hả? Ừ. Trời là bà này. Ừ. Trời đất ơi. Nó đó. Người vậy mà hậu đậu. Trời ơi, mất nết thì sợ luôn á. Trời ơi, tôi mất cười vậy. Còn nhiều chuyện hậu đậu lắm. Ủa vậy hả? Trời, tôi đau bụng luôn á. Tôi nghe tôi cũng mất cười gì đâu. Uống nước đi, tôi còn kể cho bà nghe nhiều chuyện nữa. Trời ơi, nước gì đâu mà nguội ngắt vậy Năm? Pha cho tao bình khác coi. Dạ để con cho. Để đó cho má mày làm. Ngày xưa má mày lỡ đợ, biết ý tao. Để cho mẹ. Mẹ, mẹ ngồi đó đi mẹ. Dạ thưa cô Hường. Dạ thưa cô. Dạ năm nay mẹ con với cô cũng lớn tuổi rồi, mình cứ nhắc cái chuyện xưa hoài nó cũng không hay lắm. Với lại mấy cái đồ mà hôm bữa cô cho mẹ con á, mẹ con thử rồi, không có vừa. Mà giờ không ai bận cái đó nữa hết, nó quê lắm cô. Dạ mẹ con á, bây giờ dù sao đi nữa là cũng vợ của giám đốc của bệnh viện đông y rồi, mẹ con không bận mấy cái đó nữa. Mà mẹ nhớ không, hôm bữa con có mua cho mẹ một cái áo mà mẹ bận không có vừa, con thấy hình như là cỡ cô Hường bận vừa đó. Cái áo đó mắc tiền lắm, hàng hiệu. Để con lên con lấy, có gì con tặng cho cô Hường nha. Mẹ đi với con. Mẹ đi với con đi, lên lấy đồ cho cô Hường nha mẹ. Ủa mẹ, khách về hết rồi hả? Hoàng Anh. Dạ. Gì vậy mẹ? Mẹ cảm ơn con. Chuyện gì? Mẹ không ngờ là con đứng về phía mẹ mà còn binh vực mẹ nữa. À cái chuyện đó hả? Đâu có gì đâu. Mẹ biết sao không? Con thấy cô Hường á, thái độ hơi bị trịch thượng quá, coi thường người khác như vậy con mới thích. Ủa gia đình mình nghèo thì mình đi ở đợ, chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà xấu, đúng không mẹ? Ừ. Hồi nãy á, con còn định nói nhiều hơn nữa kìa, nhưng mà tại vì con thấy bạn của cô Hường con sợ cổ quê cho nên thôi. Con đi làm nghe không? Trời đất ơi, bên em mặc bộ đồ gôm lê đẹp quá ta. Hồi trước ông á mặc đồ gôm lê hồi trẻ y như con vậy đó à. Dạ cảm ơn ông. Ừ. Con đi làm mà đi trễ giờ. Đi bơi. Chúc may mắn thành công nha con. Dạ. Hoàng chờ ba chút xíu. Đứng lại. Ông đi đâu đó? Tôi lên tôi lấy cái hộp thuốc theo. Hồi sáng giờ làm gì mà chưa uống thuốc? Có uống hai lần rồi, nhưng mà nó còn khó chịu lắm. Giờ lên lấy hộp thuốc theo phòng họ mà. Uống hai lần rồi. Vậy là làm thuốc rồi.
có thuốc tiên mới trị được cho ông đó. Không uống nữa. Không, nhưng mà tôi khó chịu lắm. Cái gì vậy? Đủ thuốc rồi để nó uống chứ cái gì mà không cho nó uống thuốc là sao? Tập làm quen với lũ đi. Lũ cái gì mà lũ? Bệnh thì phải uống thuốc chứ mà lũ cái gì? Cái gì mà bác? Cái gì? Cô đánh vô đầu à? Cô mới đánh nó nè. Bà ơi, cô chỉ vô tình thôi mà. Vô tình cái gì? Cô đánh đập nó rõ ràng. Tôi cấm cô đụng vô con đầu đâu. Tại sao lúc nào bác cũng ôm con đầu đầu trong lòng hết vậy? Bác không đặt nó ngoài sân đi. Tôi đặt cô ra ngoài sân cô chịu nổi không? Bà nói cái gì vậy? Sao bà lại so sánh con với con chó chứ? Tôi thích nơi cô đó. Nhưng mà cái mùi lông của nó có biết là nó hôi lắm hay không? Lông nó rụng tứ tung đầy nhà hết á. Cô là phụ nữ, phải dọn dẹp nó chứ. Cô giao cho người làm không là sao? Bà ghét con đúng không? Lúc nào bà cũng kiếm chuyện với con hết á. Cô kiếm chuyện với tôi được không? Bà kiếm chuyện với con. Cô không thể nào bị đừng nói nữa mà. Con không thể nào chuyện với ba được nữa. Con đi đi. Đứng lại, con đứng lại ra. Con rất là hạnh phúc. Đi đâu nữa? Chịu không nổi luôn á. Mắc lắm rồi. Có ai nhìn tiểu mà chết bây giờ đâu. Sao không có? Sao cô biết không có? Trời đất ơi, bây giờ cô muốn chồng cô chết thì cô mới hài lòng hay sao? Bà nói gì vậy ba? Chuyện gì nữa? Ba bình tĩnh đi ba. Bà tính cái gì? Cái nhà này ra cái nông nổi này là vợ con đó. Hèn nhát mới ra như vậy. Mà cái nhà ngộ ghê, phụ nữ ai cũng dữ tợn cái trực. Bà nói con hả ba? Có phải hay sao? Ba, nếu như trong nhà này không có con thì bây giờ có được như vậy hay không? À, bây giờ cô kỹ công đó hả? Hả? Nếu cô giỏi á thì cái thằng Phúc. Bà, mày muốn làm ba mà. Mày làm gì vậy? Con xin má mà. Bà không thể nào im lặng được hay sao? Cứ mỗi lần nhắc đến thằng Phúc là bà biết con đau khổ ra sao hay không? Tôi lại bà. Thôi đi. Tôi nói vậy là không đúng hay sao? Không thể nào chịu nổi nữa rồi. Tưởng người ta chịu nổi cô à? Phúc bội à? Phúc bội. Mẹ. Ba. Mẹ ơi. Dạ. Mẹ con là gì vậy mẹ? Ở chuyện người lớn đừng có hỏi con. Hỏi cái gì? Vẫn chưa kịp nói được một câu nào. Đạo ơi, dễ thương quá đi nè. Trời ơi, ngoan ghê không? Tôi đã xem xét lại báo cáo tài chính của công ty đó rồi. Đúng là lợi nhuận có tăng cao hơn so với năm ngoái đó. Nhưng mà số vốn vay thì lại tăng cao hơn rất là nhiều. Không được, không có mua được. Bây giờ thầy phải ngừng ngay. Nếu không thì rất là mạo hiểm. Thôi bỏ đi. Nè, cậu nhớ để ý giùm tôi số cổ phiếu nha. Số cổ phiếu của công ty AXL á. Cái gì vậy? Trời ơi là trời. Cái banh của con đậu đậu ba quăng lung tung như vậy. Chút xíu nữa là chặt chân con rồi. Trời đất ơi, cô nói cái gì vậy? Vô cô mắt nhắm mắt mở. Điện thoại nói gì vậy? Chứng khoán và tài chính lung tung. Không chịu đi. Đạp vô đồ chơi của đậu đậu. Tôi chưa nói mà cô còn vu oan giá họa cho tôi. Nó là con chó. Làm sao nó chơi xong là nó biết dọn dẹp như con người được. Nè đỏ đó nè, đừng có lắc quá nè con ơi. Đậu đậu rồi bố, cái này của con nó bự hoài lên ai chịu nổi. Ba. Cái gì? Bà thôi không nói những từ đó được không? Ủa tại sao tôi bắt tôi thôi? Con thừa biết bà muốn ám chỉ cái gì đó. Ủa tôi ám chỉ gì đâu? Tôi nói cái cầm nó giỡn ngoài, nó cắn hoài mới mốt nó bự lên. Ê, tôi ai nói gì tôi có một ruồi của cô đó. Đó, thấy chưa? Đó, thấy không? Cô gài tôi, thấy không? Cô gài tôi nói rồi cô cự tôi, thấy chưa? Nói chuyện với bà tức chết đi được. Tắt cái máy được không? Hồi nãy giờ á, chiếm cái nhà tắm lâu quá rồi đó. Tôi bệnh mà. Ba hả? Con đề nghị ba này nha. Gì? Không mấy rồi ba đổi tên con chó này đi ba. Đổi tên gì? Vì nó tên là Đậu Đậu. Đúng rồi. Thầy vợ con thì nó bị nhạy cảm cái chữ Đậu Đậu đó ba. Nhạy cảm cái gì? Nhạy cảm cái mục ruồi. Giờ muốn đổi tên nữa hả? Dạ đổi đi ba. Đổi tên Hộp Hộp được không? Hộp Hộp. Hộp Hộp. Không, cái đó còn quá nhạy cảm luôn đó vậy ba. Vậy hả? Em. Gì vậy? Ngồi xuống anh nói chuyện nghe nè. Thôi khỏi ngồi. Chuyện gì nói lẹ đi, mới dọn hàng khách khứa vô nữa. Đứng nói cũng được. Anh suy nghĩ lâu rồi. Anh sẽ không làm thợ đụng nữa. Nó cơ bản là nó không có được thường xuyên á. Có khi hôm nay người ta kêu, ngày mai người ta không kêu. Rồi có khi thất nghiệp cả tuần lễ, hiểu không? Cho nên anh quyết định anh đi làm. Thì hồi đó giờ anh vẫn đi làm. Thì anh phụ người này người kia làm nãy nọ. Rồi rảnh tay rảnh chân thì phụ em bán hàng. Vậy là được rồi. Không, anh muốn làm một cái công việc gì nó ổn định và nó có thu nhập kinh tế đàng hoàng. Không, bây giờ anh nhìn đi, xã hội bước ra ngoài á là cần phải bằng cấp. Nhưng mà dầu gì anh cũng có bằng mà. Bằng gì? Bằng lái. Thì đúng rồi, anh có bằng lái máy cài á. À,
hay là muốn mua riêng một cái máy cài để lái? Cái đó là một cái ước mơ lớn lắm, nó xa vời lắm. Anh ước mơ của anh nó nhỏ hơn, nó chỉ hai bánh thôi, nó bằng một nửa chiếc máy cài thôi. Hai bánh? Là anh muốn mua... Anh muốn mua một chiếc xe máy để chạy xe ôm. Hồi nào giờ anh không có chạy ra ngoài chợ, anh chở người này người kia, là ở ngoài đó người ta có mối mang đồ hết rồi. Xe ôm chú 9, chú 7, anh 4, anh 8 gì đầy nhóc ở ngoài. Bây giờ tự nhiên khi không cái anh chạy ra, anh giật mối với người ta, rồi lỡ có chuyện gì quýnh lộn quýnh lão ở ngoài, rồi về tới đây rồi má chửi em chết rồi sao? Sao? Tôi chửi cô nào? Hả? Tôi chửi cô nào? Phải chi mà có khách ăn ở đây nha, cái người ta làm chứng cho tôi đó ha, là tôi không có chửi con dâu đó, mà con dâu nó nói tôi chửi nó đó. Má, dạ tại con với anh nhớ đang nói chuyện mà ảnh muốn mua chiếc xe để chạy thêm xe rồi làm thêm, vì con sợ có chuyện gì má la con nên con nói vậy thôi à. La cái gì, thì bây giờ cái nguyện vọng của nó muốn có xe thì cứ mua xe cho nó đi. Má nói vậy là má ủng hộ con hả má? Ừ, má ủng hộ con á. Má cho con được nhiều má? Má chỉ góp ý con thôi. Còn cái vấn đề kinh tế mà vợ chồng con từ trước tới giờ làm là má không có dự vô. Bây giờ nó mua cho con chứ má chỉ góp ý thôi, cho má không có dự vô nghe không? Không dự nha. Má em nghe chưa, má đồng ý rồi kìa. Má đồng ý thì anh đi theo má xin tiền của má đi. Anh không nghe hả? Má chỉ góp ý thôi, kinh tế là vợ chồng mình tự lo, má không có dự vô. Ê, xe đâu đẹp quá vậy mày? Trời, xe con mới mua chứ đâu. Tiền nào mày mua? Ít ra phải vậy chứ. Dạ, con đưa anh nhớ 5 triệu để đưa tiền xe cho người ta đó má. Ủa, mà chiếc xe này mua có 5 triệu hả? Trời, chiếc xe này 5 triệu hả? Ở xe người ta mấy chục triệu á. Ông Khương vừa ở xóm trên á, ông trúng số, ông lấy tiền mua xe hơi dư ra chiếc xe của bắp này, cái ông bán cho con, bán trả góp. Ủa vậy hả, bán trả góp hả? Bán trả góp chứ đâu xe 5 triệu. Ồ, thôi, ra tao đi á. Con nói thiệt á, chồng con bị vậy á, là do má đó. Cái gì, tại sao, tại tôi là sao? Thì má nghĩ coi, hồi nào giờ á, ảnh là thợ đụng, thì thôi má cứ để ảnh á, đụng cái gì, ai kêu cái gì làm cái đó đi. Tự nhiên khi khổng khi không á, má muốn ảnh có nghề nghiệp cho bằng bạn bằng bè, rồi đi mua chiếc xe chạy đó, rồi hả giành khách giật mối đâu có lại người ta đâu, mới té gãy giò như vậy nè. Không phải tại má hả, má cứ ép ảnh làm hoài. Tôi ép là cũng có cái lý của tôi, nó là đàn ông thì nó phải có một cái nghề cái nghiệp gì cho vững chắc chứ, chứ làm cái gì đụng đâu làm đó. Cô không thấy người ta chẳng thà là có một việc còn hơn 9 việc hay sao? Cái này cũng tại cô hết trơn, sao con nói đây? Ủa sao tự nhiên tại con? Má, con làm vợ con thương ảnh, con muốn tốt cho ảnh mà sao tại con? Thì tại cô cái gì cô cũng bo vô hết trơn, nó không có gì thì nó phải buông ra nó làm, nó mới bị tai nạn vậy nè. Mà cũng nói đi cũng phải nói lại, hồi lúc đầu con đâu có chuyện mua chiếc xe đâu, con đâu phải là người ki bo đâu. Nếu mà con ki bo con đâu có ứng tiền ra mua chiếc xe trả góp cho ảnh chạy xe ôm đâu. Cũng má không, má nói mua cho nó chạy đi, để nó chạy được chở khách khứa đồ này nọ có việc làm đó. Bây giờ tiền mất tật mang, má thấy không? Cái gì cũng tiền mất tật mang. Ai bây giờ hả, cái gì hả có lỗi ra là tôi ôm hết trơn, phải không? Là lỗi của tôi đúng không? Nội gì nữa đây? Con có ý kiến. Hồi nãy á, con đang học thêm, nghe tin ba bị tai nạn á, con chạy về. Giờ mấy nội ba không sao rồi, nội cho con đi học thêm tiếp nha. Ừ, đi học đi con, đi. Để con mà nghỉ học cái người ta đổ thừa lỗi nội nữa đó. Má, để nhà con đi. Đi con. Má. Má ơi, hồi nãy con giữa 8 khách bên kia, con nghe tin anh ba vậy, con lật đật chạy về coi anh ba có sao. Giờ anh ba bình yên vô sự rồi. Con xin phép má con đi giữa 7 khách còn lại nha má. Đi giữa đi con, chứ để người ta nói mình ở nhà ăn bám như cái nồi bún riêu nữa đó. Dạ, cảm ơn má. Má, con thấy là hình như trong chuyện này từ nãy giờ con không dính líu gì vô đây hết. Xin phép má con đi. Dính đó. Trả tiền viện phí đi. Ủa má, má sao tự nhiên con dính vào đây rồi trả tiền viện phí vậy má? Ở đây ai giàu nhất? Phải con giàu nhất không? Con giàu nhất thì con phải bao cái vụ này đi. Mày giàu quá thì mày lo cho gia đình đi chứ mày cho ai giờ? Con thiết nghĩ là do gia đình mình ai cũng ép buộc anh nhớ làm cái này làm cái nọ. Chứ nếu như ở nhà bưng bán bún riêu với con, bước qua bước lại có vài bước thì đâu có bị té gãy giò như vậy.
Bây giờ á, mỗi người chung một tay để phụ cho anh nhớ mau hết bệnh đi. Phải rồi đó con, trả đi con. Chứ để không thôi á, người ta nói mày cho dai đó mà em mày trả nghiệp cho mày đó. Trời ơi má ơi, sao má lại nghĩ, má nghĩ nghĩ điều ghê gớm như vậy hả má? Má, con cũng chỉ nói để mọi người trong gia đình chung tay vô thôi, chứ con đâu có nghĩ gì mà sao má, má khẩu nghiệp quá vậy má. Khẩu nghiệp cái gì? Tôi là mẹ, tôi muốn nói sao tôi nói được không? Rồi ông Bình nhà mày phản ứng sao? Phản ứng gì nữa, ông Bình kiểu gì chắc cũng cụp đuôi lại như một con mèo, không dám nói gì, đúng không? Thì cái tôi chán mấy cha nội đàn ông ghê. Lúc mới quen cho tao nói nghe không hết luôn. Tới chừng lấy về xảy ra chuyện trốn đâu mất tiêu. Hèn, tao khinh. Nếu xét qua xét lại thì tao cũng may mắn. Tại vì ông Đạt nhà tao tính ra cũng tâm lý dữ lắm. Mẹ chồng mày chắc sướng. Bây giờ mẹ tao có Kỳ Phùng địch thủ rồi. Đây. Ủa? Điều gì? Rất đáng sợ. Lại có chuyện nữa hả? Thì có cái gì đâu. Thì lúc tao mới dọn về nhà, tao chưa mua kịp cái thùng rác. Thì tao thấy cái đối diện cái thùng rác, mà rác đâu có đầy, tao thấy mình để, coi như mình để nhờ bữa ngày mai tao sẽ bôn rác. Đó. Chuyện có như vậy thôi, nó để là tình làng nghĩa xóm mình giúp qua giúp lại không, mà cô làm lớn chuyện ra vậy đó. Hạ nhục tao, tao làm có một mà cũng cũng nói lên thành 10 vậy đó. Thôi mày cũng quá à, mày thấy giờ mày im lặng mày xin lỗi đi không, mày cũng cãi thằng chi. Tính nó mà. Bởi vậy, tính con nhỏ này là thế nào cũng có chuyện đó. Thôi mà tao không xử lý xong rồi. Thôi, mà không phải ai cũng được sướng như mày đâu. Vừa được chồng thương, không phải ở chung với mẹ chồng, mà hả lại còn được ở cùng với mẹ ruột nữa chứ. Sướng hết phần thiên hạ rồi đó cô. Thì cũng mới thôi mà, đường dài mới biết. Đường dài. Tao thấy hả là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi tính. Ta thì tao không giống như bên anh đâu nha. Tao thích nhà đông người, có người đi ra đi vô nó mới có sinh khí. Chứ trời ơi, nhà mà le que mấy người chán chết luôn á. Cái con này nó là thuộc cái dạng là nó thích thú đau thương. Mày biết không, tao nhìn qua mà tao thấy xót thôi, nó không có khác gì oxy trong nhà đó. Bậy nấu à? Cơm nè, giặt đồ, rửa chén rồi xong rồi bán bánh mì nữa. Chưa có thức nghèo rồi. Gì vậy, chưa có thức chơi con cài chưa có thức nữa. Chuông báo là tao phải đi về nhà tao nấu cơm. Có thể chưa, tao nói có sai đâu. Thấy cho y như oxym vậy đó. Trời ơi, nhà mà tao không nấu cơm được, cơm đâu mà ăn không có được đâu mày ơi. Không có tay có chân hả? Mày thử không nấu một bữa đi, mọi người cũng sẽ tự lo được thôi. Tại vì mày lo hoài người ta mới không lo đó. Không, con dâu là phải nấu cơm với gia đình chồng chứ. Suy nghĩ kia chưa, còn quên gì nữa không? Giống như cũ, tụi bay trả tiền nước, mốt tao qua tao mời ăn bánh mì. Thấy chưa, biết lắm mà. Ê, tao đem này về cho chồng tao được không? Trời ơi, không trả tiền còn mang về nữa hả? Ê, chứ để nó dư làm cái gì, uổng lắm. Thôi, bữa sau tao qua tao mời lại ly khác. Con... Trễ giờ rồi, đi đi. Đem cho chồng. Ê, uống hết đi nha, đừng bỏ, uổng lắm nha. Tao đi trước ạ. Rồi, yên tâm nha. Trời ơi, đi chơi còn phải chạy về nấu cơm nữa. Cái này 320 lửa ký. Khô này là một nắng hả chị? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, con lựa kỹ quá, nhà nào có con dâu rồi nên như là tốt phước quá ha, lựa kỹ quá ta. Dạ, cảm ơn chị. Thưa mẹ con mới về. Hôm nay đi chợ con mua rau củ quả gì sao? Dạ không mẹ. Ở trong tủ lạnh còn nhiều rau củ quả của ba mẹ con mới gửi lên hôm qua. Con bỏ hết đi. Rau thì héo queo, củ thì dập nát hết. Trái cây á, đeo như vậy ăn làm sao được? Không phải đâu mẹ. Chắc do đi đường xa đó rồi gửi lên bị dập chút xíu thôi. Chỗ nào mà dập thì có gì con cắt bỏ. Mẹ nói con bỏ hết đi, ra chợ một cái khác cho mẹ. Mẹ, cái này á là ba mẹ con tự tay trồng, không có phun thuốc. Mình ăn cái này á nhiều khi còn an tâm hơn mua ngoài chợ đó mẹ. Mẹ nói là bỏ đi rồi mà. Mẹ để con lặt nha, không sao đâu mẹ. Mình ăn cái này không có phun thuốc. Hồi nãy giờ mẹ nói mà không nghe sao? Hả? Bỏ hết đi. Không hiểu ba mẹ con như quê vậy, con kiểu đó hay sao? Người lớn vừa nói một câu là tát lại một câu, nói lại một câu là tát lại một câu. Mặt cứ trờ trờ ra đó. Dầu cưới rễ là phải cưới tận gốc rễ.
ăn hả? Hốt lại ăn mấy cái thứ sâu bọ này đi. Minh Anh. Ủa sao mày ở đây? Đi đâu đây? Mày không đi gặp Nguyên à? Ủa chuyện gì? Trời ơi, cái tỉnh bơ thì nhắn trên group sùm đó. Tao quên mang điện thoại. Trời ơi, sao mày con gái quá, mày hư quá vậy, có cái điện thoại cũng quên vậy. Định mua xong chưa? Đi dạy chúng tao luôn nè. Tao có chuyện. Trời ơi má. Trời ơi, mặc cái đầm này hả? Nó sáng bừng như cái tiệm luôn vậy đó. Dạ, trời con ơi, má, mặc cái đầm này là xuất sắc xuất sắc nè. Hợp với má không? Ừ, hợp lắm. Để con mua tặng má nha. Thật không con? Trời ơi, có gì đâu mà. Mẹ mặc đẹp mà. Con dâu của mẹ thiệt là hào phóng. Con chào cô. À, Minh Anh, đi đâu đây con? Dạ, con đi mua đồ gần đây. Ồ. Ê My, cái câu lụa đẹp nhờ người là có thiệt nha mày. Cô biết không, cái đầm này nó treo ở đây lâu lắm rồi mà không có ai mua hết trơn. Tự nhiên hôm nay cô mặc vô, trời cái đầm này nó đẹp gì đâu. Sáng hết cái tiệm này luôn. Cô ơi, con nói cô nghe nè. Con này nè, nó bận dữ lắm. Hôm nay nó dẫn cô đi shopping đó, cô tranh thủ cô mua đi, mua cho năm sau luôn cô. Khỏi năm sau, trong năm nay cô mặc hết luôn. Dạ, trời ơi, vậy thì quá tốt. Gì vậy? Nè, phụ cô đi lựa thêm mấy cái nữa nghe con. Trời ơi, hôm nay con rảnh nè cô. Trời đi, ơi, qua đây, đây qua đây. Trang là của con. Đây, cô ở tiệm kế bên nó cũng đẹp lắm nha. Ê, cô thích cái này nè, cô thích cái này nè. Cái này đẹp không? Trời ơi, lấy cô, mình hợp thích chứ cô. Lấy mình thôi. Hợp, cô mặc cái gì cũng đẹp. Cái này.